vụ lúa thu đông năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long có kế hoạch sản xuất 41.000 ha. Thời điểm này, nông dân vừa kết thúc gieo sạ lúa thu đông đợt 2, đợt 9 vụ phân bố ở khắp các địa phương. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại đồng ruộng thì việc nông dân bỏ vụ lúa thu đông này khá phổ biến. Có 12 công ruộng, nhưng vụ thu đông năm nay, anh Võ Minh Thôi quyết định không sản xuất 8 công. Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng quyết định bỏ sản xuất vụ này, do đây là vụ sản xuất có rủi ro cao do thời tiết không thuận lợi, trong khi giá vật tư phục vụ sản xuất còn cao, khiến lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ. 3 tháng trời mặn công là có 500.000, 600.000, thế là lỗ cái công mình. Đồng lời bắp bên cái kiểu này, làm bắp bên kiểu này đó ha, giữ ngay kết hợp với ngay cái mùa mưa gió là không có lợi nhuận cao, thành ra dân hầu như chắc bỏ vụ thu đông á, mà mình cũng sợ làm mà không có cái đồng lời á, thành ra dân bây giờ sợ chắc bỏ. Vụ thu đông năm nay đã kết thúc và theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì diện tích xuống giống khoảng 36.000 ha. Tuy nhiên theo thống kê mới chỉ hơn 19.100 ha lúa được gieo sạ, thấp hơn đến 53% so với kế hoạch. Một thực tế chưa từng có trong nhiều năm qua ở Vĩnh Long. Giá lúa có nhích lên thì xu hướng thì người nông dân sẽ bắt đầu quay trở lại trồng lúa. Còn nếu trường hợp giá vẫn như thế này mà giá vật tư tăng cao thì có lẽ là chúng ta nên khuyến cáo nông dân tạm ngưng một vụ lúa để mà chúng ta dồn cho cái vụ đông xuân là vụ lúa ăn chắc. Đồng thời chúng ta chuyển đổi cơ cấu lao động sang cái lĩnh vực khác để mang hiệu quả kinh tế cao hơn. Chứ chúng ta không nên là tập trung vào cây lúa nhiều quá, bởi thực tế cho thấy là cái lợi nhuận từ cây lúa thì nó không cao. Bỏ vụ lúa thu đông năm nay để tối ưu hóa vụ lúa đông xuân sắp tới là phù hợp với điều kiện sản xuất khó khăn và giá thành sản xuất ở mức cao như hiện nay.